Trong quá trình đồng hành cùng con, nhiều khi các bạn gặp một cái file rất là nội dung rất là hay, các bạn muốn in cho con nhưng nó lại là dạng ảnh và các bạn muốn gõ lại chữ để in cho đẹp. Tuy nhiên là nhiều văn bản thì nó khá là nhiều chữ, các bạn ngại gõ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chuyển đổi từ cái dạng ảnh sang dạng Word cực nhanh. Và đôi khi trong quá trình đi làm mà các bạn gần đến giờ về, sếp lại đưa cho một tập và gõ lại cho anh, ôi trời ơi, thì nó cũng rất là ngại đúng không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chuyển đổi từ ảnh sang chữ nha, một cách siêu nhanh. Và các bạn cứ theo dõi hết video thì mình sẽ đảm bảo các bạn làm rất là nhanh. Cách này mình cũng hay làm cho bấu nhà mình. Nếu như thấy hay thì các bạn cho mình một subscribe kênh nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ này. Trước tiên thì các bạn cần phải có cái file mà các bạn lưu về máy. Đây ví dụ như mình thấy cái bài thơ này rất là hay và mình muốn in cho bóng những cái nền này thì nó lại là cái nền vàng, in ra nó rất là đen, không được đẹp mắt và cái chữ này nó sẽ bị gai. Và bây giờ mình sẽ gõ lại. Tuy nhiên nếu để gõ lại cái dòng chữ này, nếu như bạn nào mà có đánh máy nhanh thì sẽ cũng mất tầm phải đến 5-6 phút đó. Thế nhưng mà mình có một cách làm rất là nhanh, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ mở Word dịch lên. Trong cái Word dịch này thì một sẽ có hai cách. Một là các bạn ấn vào cái micro ấy, các bạn sẽ đọc cái văn bản ấy lên thì nó sẽ chuyển hoàn toàn sang text sang chữ bên đây. Tuy nhiên cái đấy thì cái cách này thì mình thấy nó không có ngắt câu và dấu chấm phẩy nó không được đúng lắm. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình hay làm, rất là tối ưu, đúng đến 90%. Thì các bạn sẽ vào Word dịch, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái khoanh máy ảnh này. Đó. Khi đấy thì nó sẽ hiện lên cái file và các bạn sẽ đi đến cái địa chỉ của cái file mà các bạn muốn gõ lại. Thì khi đấy nó sẽ hiện lên. Sau đó các bạn ấn vào gửi đến trang chủ. Thì khi đấy nó sẽ ra chữ này rồi. Thì các bạn chỉ cần việc chọn vào một chữ này. Đây là mình làm trên iPad cho nên thành ra là nó có thể là thao tác nó không được nhanh. Các bạn ấn chọn tất cả. Chọn tất cả, sau đó các bạn ấn vào chép. Chép thì khi đấy các bạn sẽ mở trang tài liệu lên. Hoặc là iPad có thể cài Word. Trên máy tính thì các bạn có thể dùng Word. Sau đó các bạn dán vào. Dán vào thì là đây. Thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn chỉ cần đặt con trỏ và chỉnh sửa sao cho đúng thôi. Còn mình thấy cách này nó cũng rất là nhanh. Nếu như cái bản gốc mà rõ nét ý, thì mình thấy nó đúng lên đến 90%. Tuy nhiên một cái số dấu câu như dấu chấm than hoặc là dấu chấm hỏi nhiều khi nó cũng không đọc được chính xác. Thì các bạn chỉ cần xem và sửa lại. Tuy nhiên mình thấy cách này nó cũng rất là nhanh, nhanh đối với những người lười đánh máy. Và những cái này trên các bạn có thể thao tác trên iPad hoặc trên điện thoại được hết. Như đây là mình đang hướng dẫn các bạn trên iPad. Đây như ví dụ như cái dấu này là cái dấu chấm than này. Thì nó sẽ không sửa được đó. Thì mình sẽ phải thay vào một số dấu câu ấy là nó cũng sẽ không quét ra. Nhưng mà mình thấy hình ảnh, nội dung chữ của nó là, bạn thấy không? Như vậy là đã xong một bài thơ mà chắc chỉ khoảng tầm, làm nhanh chắc khoảng tầm 2 phút thôi đấy. Để gõ lại tên đây thì chắc là đối với những bạn mà không gõ chuyên thì sẽ rất là lâu rồi. Nên là mình thì mình hay làm như thế này, tiếng Anh cũng vậy. Và những cái bản gốc mà nét ấy, nó quét ra tương đối chính xác. Các bạn thử nhé. Nếu như thấy hay thì like và subscribe kênh cho mình để mình chia sẻ tiếp nhé.